Hello, em Rain Body, welcome to HealthVKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game con thần thú đại chiến phiên bản 2.1 bản mới nhất ha. Rồi bây giờ làm sao để đăng ký? Các bạn kéo xuống mô tả hoặc bình luận ở dưới thì có cái link á, các bạn qua đó, các bạn kéo xuống tìm cái link chung á. Đó, nó có cái không, kéo xuống nữa cũng được, nó có cái link chung hình như không có gì hết. Kéo xuống nữa thì có cái phần đăng ký với lại cái bấm vô đó ha. Có hướng dẫn tải game ở bên đó luôn. Rồi đâu rồi? Đây, link đăng ký. Rồi giờ đăng ký ở đâu? Ta bấm vào đây cũng được nè. Đó. Rồi đây, có tài khoản nè, ví dụ đây. Ví dụ tài khoản game 11 mật khẩu 123456. Nhập lại mật khẩu 123456. Rồi bấm vào đây. Đó, rồi nó hiện lên, rồi kéo cái khúc này lại ngay cái lỗ này nè. Đó, khớp chưa? Ok, thành công. Rồi bấm vào đây. Bạn đã đăng ký tài khoản thành công. Đó, thôi không cần lưu. Rồi vô đây, ví dụ tài khoản game 11 mật khẩu 123456. Ok. Đó, vô rồi, đang vô. Rồi bấm vô mũi tên. Rồi ok. Giờ thì nó quay vòng tròn hoài vậy. Alo. Tốt nhất nên hót ra đi. Rồi vô lại, đậu xanh đó. Nên pay IP không ta? Pay IP đi cho nó an toàn. Rồi, ok man. Rồi đây, thần thú đại chiến bản 2.1 đó. Anh em nào mà đứng ở ngoài hoài không vô thì chúng ta có thể pay IP để mà vô ha. Rồi thấy được server rồi nè. Đi server 5 đi. Ok vô game. Biết có phi gì không ta? Rồi về là chắc về là phải chạy nhiệm vụ tân thủ rồi. Hay, bỏ qua được không? Ok, bỏ qua luôn cái phần hướng dẫn này được không? À, có người đặt tên rồi hả? Vậy thì chắc là không có ai đặt tên rồi. Đó. Nhanh nào bồ ơi. Rồi, vô. Rồi để chạy nhiệm vụ tân thủ xong cái đã các bạn ơi, nó không cho bỏ qua rồi. Rồi chạy nhiệm vụ tân thủ xong thì đây chúng ta xong rồi nè. Đây cũng là cái phiên bản mới ha. Đó, trước thì bản trước thì chỉ có 3 con 2S thôi. Thì nay thì có thêm một con nữa nè. Đó. Rồi có thêm cái con đây Genga xây gì Genga màu trắng nè. Đó. Rồi có luôn con này luôn. Con này hơi sắt thép, không phải mới luôn nè. Này. Thì đó là hai con của bản mới, ba con của bản mới luôn. Có con này. Rồi con này. À được nha. Đó, có thêm con này nữa nè, con này đợt trước đâu có đâu. Đây, khá nhiều. Nè, thơm bơ. Chắc sẽ qua đây test thử mấy con này quá. Rồi, nhưng mà đầu vô thì đi nhận quà, nhận code đâu nào. Rồi, code nha, nhập code. Code nằm ở đâu quên mẹ nó rồi. Đây, ở giữa. Đây, một con. À. Rồi, ok. Rất nhiều code, anh em yên tâm. Đó, một con Pikachu Ad với lại 18.000 kim cương. Rồi, đây, tiếp tục 20 vé quay, 6.600 kim cương. Rồi, tiếp tục 160.000, anh em ơi, 160.000 kim cương. Nào. Rồi, bây giờ thấy càng ngày càng phơi rồi đó. Tiếp không, cao lên. Cho nhiều lên, cao lên. Trời ơi, có 8.800 à. Thôi cũng được.
rất nhiều code nhập vô bình thường. Ok man, 88.000 nữa. Trời ơi. Rồi tiếp luôn. Rồi thêm một con nữa. Đó. Rồi ở đây chúng ta có code nhập hàng ngày ha. Hàng ngày các bạn vô và nhập cái code này. Hình như là thế. Đó, ngày nào cũng vậy, 16.000. Đó. Heo heo là như thế, ngày nào vô nhập code đó chắc cũng được. Nó để là code ngày. Ở này là được bạn Đức Trí gửi heo ha. Đấy. Nào. Trước thì heo biết cái bản này nó chỉ có cái bản 3 con 2 ếch thôi. Đó là 3 con 3 2 ếch thôi. À đúng rồi, 3 con 2 ếch. Bây giờ hay có hiệp này nữa. Ôi. 340.000 kim cương. Wow. Ok đấy. Có con mèo chiêu tài nữa nè, match VIP 18 luôn. Ok. Đi kiếm hiệp ít vốn nè. Ủa nhưng mà sao mèo chiêu tài này nhìn mèo vậy ta? Có 4.000, 5.000 gì à? Trời ơi, 9.000. À, bỏ 10.000, cao lắm là được 18.000. 9.000 được 13.000 cũng được. 23.000, còn có lần cuối à. Nhìn đây, trời ơi, bỏ 40 lời có 6.000, coi kệ nó đi. Trời ơi, lượn quanh một vòng coi có gì ngon. VIP thì bản này chắc cũng qua VIP như thế, không biết có gì khác hay không. Vé quay, vé quýt gì đây. Ok. Chắc sẽ dành thời gian chơi cái bản này để test những con tướng mới quá. Bản này chắc không có free như mấy bạn kia, nhưng mà có event, event nè. Ồ, thấy cũng được đấy. Này event này mới xem. Wow, quýt gì ha, quỷ trưởng thành hả. Ok. Ở đây có xong rồi nó chỉ đậu thành. Event quay con này hả, thôi chơi đây. Quà VIP nè, quà VIP thì chắc cũng y vậy chứ đâu có gì đâu khác. Nhưng mà quà VIP thì cũng 20-18 đồ này nọ hả, cũng rẻ các bạn ơi. Có thể ăn được ha, có tiền ăn được, được 20.000. Được một món trang sức gì nè, nó vũ khí nè. Trời ơi. Rồi vô quay tướng rồi, có gì ngon không? Nào. Ok, có em Gengar kìa. Tất nhiên là chúng ta sẽ chọn con Gengar rồi. Nào. 20.000, 24.000, tầm 20.000 là chúng ta sẽ có được một con. Con gì đây? Ta có 350 mà tha hồ kiếm vài em mà quẩy. Ok, cái này không biết thể lực đồ mua làm sao rồi, điểm danh điểm bọng đồ. Ơi tí nữa là bấm nhầm rồi, đây bên này nè. Đó, ôi giời ơi, ngon lành, được đấy. Rồi, à đây. Rồi hợi quà cũng như cũ à, không có gì khác. Rồi có vòng quay, vòng quýt gì đây không? Rồi quà lạp đầu bot. Không có gì mới cả nhỉ. Ok. Quay tướng, quay tá. Đang đi kiếm coi còn cái gì nữa không. Như hết rồi. Thôi vô mua quà VIP đi. Mảnh vạn năng hả? Cũng được. Nhưng mà chủ yếu là lấy cái đâu rồi? Lấy cái rương đây. Đó, lấy cái rương này để chọn em Rayquaza với lại em kia. Đó, đi ra đánh phụ. Đá 10 viên cái này cũng được nè ha. Nói chung thì chắc là sẽ mua hết cái này rồi. Nào. Ừ đúng rồi, chưa biết là quà năng động hàng ngày nó ra sao nữa. Để tí đi ra coi quà năng động hàng ngày coi. Ơ, Mewchu nè. 4.000 mấy, ở lượm con này đi. Rồi đây. Có
cái gì không? Kim cương rồi mảnh này cũng bình thường thôi. Cái bảng kia kìa, cái bảng đằng trước kìa mới ngon. Cái gì đây? Kim cương, điểm, điểm, vé quay, rồi 500 mà với lại 100 mảnh ấy. Ôi trời ơi, thơm, thơm giòn rồi. Rồi kệ, các bạn mới mà chắc sau này các bạn này ố có chọn nữa nè. Ôi cái rương này đâu ra vậy? Well, thơm ngon đấy. Nhưng mà sau này thì chắc là có mấy cái bản này nó sẽ có nhiều nên là tha hồ mà chơi. À, đúng rồi. Dạ, con bé này nó lên được 2S nè. Trời ơi. Nhưng mà bây giờ phải dồn, vậy là nếu mà muốn test em nó 2S thì phải dồn lên khá nhiều á. Ok, chấp nhận nha. Lấy cái này đi, cái thiên giờ nó phòng thủ cho cưng tí. Ơ, ở đây có nhiều món hơn nè. Trời ơi, ngon lành, trời ơi, thơm quá trời thơm luôn. Nè, giờ thấy bản này chơi có một cũng được á. Được. Rồi. Đó, rồi anh em nào có chơi thì tải về, link để dưới phần mô tả. Quên nữa. Hồi nãy mình lấy mảnh chứ mình đâu có vô mình ghép mảnh đâu. Đó, ok, khoan, đây. Ghép vô. Nãy biết đừng lấy con rây qua da được rồi. Không lấy con rây qua da là được hai con này nữa rồi. Hai con này nữa là chúng ta có thể đi ghép đồ ở lòng cho nó lên 11, 12 sao rồi. Trời ơi. Ok, thôi, cũng được rồi. Rồi, vô test thử cái con Gengar coi. Đúng rồi, quên nữa. Nói mới nhớ, đi vô test con Gengar nào. Được cái khoét này luôn hả? Nào, rẻ mà, cái này có 50 nên là cứ bấm đi, chừng nào nó vô cái nào cao thì nó tự động nó kêu mình ngưng à. Đó, ví dụ như vậy. Đó, này 120 hả? 120 mình đang có 200 mấy mà đúng không? 200 mấy chục ngàn rồi, nó bị quay nè các bạn. Thường thì nó bị quay như vậy thì ra tắt cái này đi. Quay vô lại, thấy vậy không? Đó, bỏ nó đi. Rồi chúng ta... Ủa hồi nãy được mà sao giờ hết được rồi? Đậu xanh đó. Mở lại, chỉ là mở lại thôi mà. Đó, ok rồi. Ủa, rồi hết, ok luôn. Đậu tương đó. Rồi, vô lại coi. Hướng dẫn đăng ký tài khoản thì heo có để ở trước rồi nha. Anh em nào chưa xem thì có thể vô xem lại nha. Rồi, xe bờ 5. Rồi, tới giờ nó lắc ra hay gì đó. Đó, nhìn cũng ngầu chứ bộ. Đó, Gengar nè, nhìn cũng ngầu đấy. Nhưng mà chưa biết sao thôi. Đúng rồi, tiền nhiều mà, kim cương nhiều mà. Chỉ sợ là sợ nó bị lắc thôi. Đó, 200 cũng được. Trời ơi, chủ yếu là mình muốn úp con này lên nó cao mạnh mà. Chơi đi. Đừng nhìn tới kim cương anh em ơi, nhìn tới là chán lắm. Đừng có nhìn. Ơ, hồi nãy nó 29 kìa. Thôi vậy được rồi, lùi úp lên nữa chứ gì hết rồi. Ok man. Thôi từ từ để nó đi, mấy con đó để nó đi. Đây, up lên thử test con Gengar coi sao. Đúng vậy. Con này chưa test bao giờ. Đó, mai chiều. Ơ, con này chưa lên Mega đúng không? Đúng rồi. Con này chỉ là con S cộng thôi. Nào, đâu rồi? Rồi, mấy đứa bay đi ra nào. Chà, một mình con Gengar chạy nổi không? Thấy cũng hơi nghi nha. Ok, như chó vậy hở gì ba. Đó, ồ, được.
tàng hình à, ghê hả? Trời ơi, đó, đó, có nộ rồi anh em ơi. Đấy, wow. Genga Cartoon à, đúng rồi. Wow. Ôi, kỹ năng đẹp ghê. Trời ơi. Rồi, mất tiêu nữa rồi kìa. Hay vậy. Rồi, chuẩn bị nổ thêm cái nữa nè. Đây, để chậm cho xem. Đó. Mở trang sách cartoon lên. Đó. Hết hồn chưa ông già? Đấy. Đó. Halloween luôn. Wow. Ê, vậy con này là cái chắc ra hôm bữa Halloween quá. Đúng rồi, chắc nó mới ra hôm bữa tháng 10. Ok, được đấy. Rồi, anh em nào có chơi thì có thể tải về ha. Link ở dưới phần mô tả ha. Có hướng dẫn tải game cái kiểu con đà điểu nha. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.